Tại các địa phương, các dự án nhà máy mới đi vào hoạt động sản xuất đã góp phần tăng số lượng lao động trên địa bàn so với năm trước. Trong 7 tháng của năm 2024, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 6% so với cùng kỳ. Hiện nay một số doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo mở rộng quy mô sản xuất, vì vậy nguồn nhân lực cũng tăng. Riêng chỉ số sử dụng lao động trong ngành chế tạo trong 7 tháng qua tăng trên 7,5%. Cùng với đẩy mạnh sản xuất trong những tháng cuối năm của doanh nghiệp, các ban ngành liên quan cũng tăng cường rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp để đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đa dạng hóa các hình thức kết nối cung cầu lao động, các dịch vụ cung ứng lao động cho doanh nghiệp.